Để tác giả Discount sau một thời gian lấy chồng ở Mỹ thì bây giờ trở về đây nhìn chị là giống con gái hơn. Ngồi đây. Mình tạm thời em sẽ làm MC chương trình ngày hôm nay. Gửi lời chào tất cả các khán giả của mình. Lời đầu tiên thì cho phép Iris xin gửi một lời chào trân trọng nhất đối với lại tất cả những bạn mà đã có mặt ngày hôm nay để ủng hộ cái đêm nhạc này. Một cái lời chào cảm giác của chị khi mà mình lấy chồng sao chị? Vui em. Thật ra thì là cái việc mà Iris kết hôn là một cái bước ngoặt rất là lớn trong cuộc đời Iris. Nó giống như là đã sang một cái trang mới. Mình khép lại một cái hành trình thanh xuân rất là tươi đẹp, có đau khổ, có hạnh phúc. Và khi mình tìm được một cái lửa đích thực của mình rồi thì cái niềm hạnh phúc nó rất là bình yên và trọn vẹn. Cho nên là cái việc lấy chồng đối với Iris bây giờ là một cái hạnh phúc rất là viên mãn. Cảm ơn Iris, và thật ra Iris biết không? Thực chất là mặc dù chơi với nhau rất là thân, nhưng mà bản thân Dương cũng là một người rất là hâm mộ. Rất là hâm mộ chồng Iris. Tại vì các bạn thấy không, đến Iris cao mà cũng có chồng thì ai cũng sẽ có chồng thôi. Mọi người biết cao em không? Ủa sẵn mình mời chồng mình lên luôn đi. Thì hôm nay thì chồng Iris thì tên tiếng Việt mọi người như mọi người biết là tên là anh Minh. Thì hôm nay Huỳnh Hiểu Minh nè. Thì sẽ có một cái tiết mục hát chung với lại Hai Lát Trương. Thì đây cũng là một trong những cái điều mà bản thân Iris cảm thấy rất là đặc biệt. Bởi vì anh Minh là một người đàn ông rất là quan trọng trong cuộc đời Iris. Và Hai Lát Trương cũng là một người đàn ông rất là quan trọng trong cái quá trình trưởng thành và lớn lên của Iris. Thì ngày hôm nay xin mời các bạn thưởng thức một cái ca khúc của Hai Lát Trương và anh Minh. Rồi.